Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin được tiếp nối với tiểu mục Chuyện chung chuyện riêng. Trong tiểu mục ngày hôm nay thì chúng tôi xin bàn tới một câu chuyện mà có lẽ là những người dân ở tại Đà Nẵng sẽ phần nào hiểu rõ hơn và quan tâm nhiều hơn khi mà vừa qua có rất nhiều những thông tin nói rằng là công an của thành phố Đà Nẵng đang xử lý triệt để những nơi mà hàng quán karaoke hoặc là những nơi mà họ có đánh nhạc DJ hoặc là chơi nhạc sống ảnh hưởng tới đời sống của những khu dân cư ở ven đó. Và đây là câu chuyện mà Quyên tin là không chỉ xảy ra ở tại Đà Nẵng mà cả những thành phố lớn hoặc là những nơi mà gần sát những cái khu sinh hoạt của những cái khu phố đêm nè, hoặc là những nơi sinh hoạt cộng đồng thì đều đã phải chịu ảnh hưởng của việc tiếng ồn này rồi. Và đối với những người dân mà sống xung quanh đó thì chắc chắn họ cũng có những nỗi niềm rất là riêng. Bản thân Hồng Quyên thì cũng có những người nhà mà họ không phải là sống ở những nơi mà có cái khu vực để sinh hoạt của những chiếc loa kéo hay là những dàn nhạc DJ, nhưng chỉ đơn giản là sống ở ngay sát đường và ở đó thì có xe chạy hàng ngày. Và tại những cái nơi này thì Quyên thấy rằng là sau một thời gian gia đình mình sống ở đó đó thì một cái vấn đề xảy ra là họ thực sự là mình tạm gọi là họ giống như bị điếc á. Và khi ở trong nhà nói chuyện rất là to, và thậm chí là để đêm đi ngủ mà họ có thể vào được giấc ngủ, họ phải bật một tivi hoặc là bất kỳ một thiết bị nào tạo ra tiếng ồn để có thể cảm thấy dễ ngủ hơn. Và đó là một trong những hệ lụy mà những người khác thì nghĩ là ui giời, bật một hai hôm thì làm sao ai chứng minh được điếc, chẳng có bằng chứng nào để đo đạt được chuyện đó. Nhưng mà đúng thật trong gia đình mình khi có người phải gặp phải tình trạng này rồi thì mình mới thấy là thực sự là tiếng ồn là một trong những loại ô nhiễm mà có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta cần phải ý thức hơn. Thật ra không phải nói đâu xa đến ngoài đường đâu. Bản thân chúng ta là MC, thưa quý vị, khi mà không biết là hai bạn thấy thế nào nhá, với Hương Quỳnh ý, thì một ngày mà khi chúng ta đi làm chắc chắn là chúng ta sẽ phải đeo một cái tai sure để có thể nghe được những cái chỉ đạo hay là những cái thông tin bên ngoài mọi người chuyển vào trong trường quay. Và vô hình chung cái việc là nghe tai sure quá nhiều như vậy thì khi về nhà nói thật là mình không muốn bất cứ một cái gì ở nhà để nghe thêm. Tức là cái tivi nhà Hương Quỳnh ạ, từ khi mua về cho đến bây giờ thì gần như nó còn mới nguyên. Thế cái ni lông các thứ còn chưa bóc à? Tại vì có mấy khi mình xem tivi đâu. Nếu như mà có cần cái gì đấy thì mình sẽ đã xem trên điện thoại rồi. Nhưng mà khi về nhà thì thật sự là mình muốn có một cái không gian yên tĩnh để mình có thể làm bất cứ một cái việc gì đó, và mình cũng không cần phải nghe thêm cái gì nữa. Nói thật là vì cứ nghe tất cả những cái thông tin qua tai, và đeo cái tai nghe, quý vị cứ thấy ai mà đeo tai nghe cả ngày ấy thì thường có những người ta chả bật gì trong đó đâu, nhưng đeo vào để cho đỡ bị nói nhiều hay bị kiểu nghe những cái tiếng ầm ĩ ở bên ngoài thôi. Một số những cái tai nghe thì nó rất là kín. Và lại với những cái người mà cứ phải nghe những cái tiếng ồn quá nhiều thì họ chỉ có một cái mong ước duy nhất ấy, đấy là ở một cái chỗ nào mà không có tiếng ồn nữa. Không biết Quyên thì thấy sao? Em thì là một người mà sau này có một thời gian em bị nhạy cảm với tiếng ồn á, là những cái tiếng rất nhỏ em cũng nghe được, đó là thời gian khi tâm lý mình quá căng thẳng. Nên là sau đó em ý thức về cái việc là tiếng ồn có ảnh hưởng rất là lớn tới tâm trí của mình. Nó sẽ khiến cho đầu óc của mình, quý vị cứ nghĩ đơn giản là à, xung quanh tiếng ồn nó chỉ làm mình khó chịu lúc đó, nhưng mà không ạ, nó ảnh hưởng về sau luôn á. Nó ám ảnh vào trong ký ức của mình. Và đôi khi á, người nào mà sống quen với tiếng ồn một thời gian á, bạn sống trong một cái thế giới mà yên bình hơn á, bạn sẽ khuấy đảo cái không khí đó để làm sao cho nó ồn và nó giống với cái âm thanh được gọi là âm thanh an toàn. Ở trên phố cổ á, là cái khu vực mà người dân quen với việc là sống chung như thế. Và khi mà họ phải chuyển, có những người mà người ta chuyển sang những cái khu vực khác sinh sống ấy, thì họ cảm thấy là họ rất là chán. Bởi vì là ở trong cái không gian quá là yên tĩnh thì họ cảm thấy là nó cứ bị thiếu thiếu cái gì đó. Và gần như là thiếu tiếng ồn, đúng không ạ? Nhất là trong cái khu vực Tạ Hiện này, Lương Ngọc Quyến này, Mã Mây, là những cái khu vực mà chúng ta hay gọi là những cái khu phố mà đa phần là người dân sống về đêm. Ở trên đó thì nói thật, mỗi lần Hương Quỳnh đi lên trên đó, Hương Quỳnh không hiểu vì sao mọi người có thể kiểu sinh sống được ở trong đó. Em bởi vì nó quá là ồn. Từ tiếng kẹo kéo, loa kẹo kéo này, tiếng nhạc này, rồi tiếng mọi người hò hét, rồi tiếng xe đi qua đi lại. Nó làm cho mình cảm thấy bị căng thẳng đầu óc ạ. Và nhưng mà như Quyên nói, những cái người dân mà người ta đã sống quen trong cái cảnh đó rồi thì người ta sẽ lại thấy nó là bình thường. Họ coi đó là một ngưỡng an toàn. Đúng rồi. Nhưng mà cái tai của họ thì có vấn đề thật. Thiệt mà. Bởi vì là không nghe thấy gì luôn á. Em nghĩ là khi mà cái gì mà họ cho là bình thường quá, đôi khi họ bỏ lơ nó đi, họ không quan tâm đến nó, cho đến khi mà họ nhận ra rằng là họ có thực sự có vấn đề thì là cái tai của họ đã có rất nhiều vấn đề rồi chứ không phải là không. Và không chỉ là cái tai đâu, chị thấy là những cái người đó sẽ có xu hướng là nói to hơn với những người khác, đúng không? Đúng ạ. Âm lượng họ giống như người ở vùng biển á.
ăn sóng nói gió đó, tức là khi âm thanh họ bị nghe to quá, nó dẫn tới là họ trong não họ tự quy định cái ngưỡng nghe sẽ là một loại âm thanh lớn, và như vậy thì khi họ nói chuyện họ cũng nói rất to, kể cả xung quanh môi trường có thay đổi yên ngã tới cỡ nào họ cũng nói với âm lượng đó. Và đó là lý do mà khi quý vị thấy là trong cái điện thoại của mình á, khi mà mình nghe đeo tai nghe một thời gian, nó sẽ báo với mình là à, bạn đã nghe âm lượng như vậy quá lớn trong khoảng tầm bao nhiêu tiếng là vượt ngưỡng an toàn, vì vậy bạn phải giảm mức nghe lại, tự động nó giảm luôn, và nó nói nếu mà bạn bây giờ vẫn tiếp tục nghe to hơn thì sau này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh mà bạn sẽ nghe cho thời gian về sau. Em thì em cũng đã có một vài người bạn khi mà sinh sống ở những cái khu vực mà gần những cái công trình đang làm hoặc là gần những cái tuyến đường lớn, những tuyến đường quốc lộ, họ rất là hay có những cái sự quy hoạch, họ rất là hay xây dựng những công trình mới, và ngay cả khi là bạn ấy đã lựa chọn một cái khu vực là bạn ấy nghĩ rằng là sẽ không, họ sẽ không quy hoạch đến đó nữa rồi, cái khu vực nó cũng sẽ yên tĩnh thôi, cũng không phải chịu quá là nhiều cái sự gọi là tắc đường hay là tiếng ồn, về ô nhiễm về mặt tiếng ồn. Thế nhưng không, khi mà đã có những cái công trình được quy hoạch lên, những cái sự sửa sang thì luôn luôn họ sẽ làm vào những cái giờ đó là giờ tối hoặc giờ đêm, họ tránh những cái giờ đi lại, giờ cao điểm của mọi người. Thì những cái khung giờ đó là những cái khung giờ chúng ta nên được nghỉ ngơi sau cả một ngày làm việc dài. Thì bạn em thậm chí đã đến một cái lúc mà phải chuyển chỗ ở, bởi vì là không thể nào cảm thấy quen được cái việc là luôn ở một trong cái khu phố mà sửa sang như vậy này, tiếng ồn nhiều như vậy. Và bạn ấy cảm thấy rằng là cực kỳ stress khi mà có một đêm, có những cái đêm không thể ngủ được vì những tiếng ồn như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể nào làm khác đi được, bởi vì đó là công việc. Chúng ta có công việc thì họ cũng sẽ có những công việc của họ, và họ cũng đã lựa chọn những cái giờ, khung giờ làm việc để không ảnh hưởng nhiều nhất tới mọi người rồi. Thế nhưng chúng ta cũng không thể không nói tới những cái tác hại của việc tiếng ồn quá sức và mang lại cho chúng ta những cái ảnh hưởng tiêu cực như thế nào. Thực tế thì tại các đô thị của Việt Nam của chúng ta thì vấn đề ô nhiễm tiếng ồn có lẽ hiện tại là chưa được quan tâm ở mức đúng tầm so với những vấn đề nhức nhối khác có thể thấy được ngay trước mắt, như là ô nhiễm khói bụi hay là sự xuống cấp của cảnh quan. Thế nên đôi khi chúng ta sẽ ngó lơ đi cái việc là chúng ta đang phải chịu đựng những cái tác động từ tiếng ồn như thế nào. Em nghĩ rằng là với những người trẻ có lẽ họ sẽ cũng sẽ dễ dàng quen hơn với cái việc là tiếng ồn ở cái mức hơi quá đà một chút. Bởi vì là cái âm thanh, cái tần số rồi thì cái sức khỏe của chúng ta, cảm giác là chúng ta vẫn còn trong cái khả năng chịu đựng được. Khi mà chúng ta chịu được cái áp lực tốt hơn thì cái vấn đề ô nhiễm tiếng ồn nó chưa phải là một cái vấn đề gì quá là to tát. Thế nhưng với người già hay trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ có thể thấy ngay lập tức tác động lên sức khỏe của họ. Thật ra lúc nãy khi mà Thúy nhắc đến cái câu chuyện là sửa nhà sửa cửa nhiều ấy thì không lấy đâu xa đâu. Bản thân chị ngày xưa khi mà có con nhỏ thì cái nhà hàng xóm họ lại sửa vào cái thời gian đó. Và cái sửa đầu tiên mà mình cảm thấy rất là khó chịu đó chính là cái tiếng đập, đập nhà, đập cửa và cái tiếng máy khoan và tường á. Thì cứ đến giờ hàng nhà hàng xóm khoan thì đa phần nó lại là giờ con chị đi ngủ. Và mọi người biết thì là trẻ con nó sẽ nhạy với các cái tiếng ồn như thế nào rồi á. Thế là cứ đến giờ đấy là con mình sẽ khóc thôi. Có dỗ thế nào thì trẻ con mới khóc, mà nó vừa ngủ được một tí, vừa đặt nó xuống được nó lại khóc. Tức là trẻ khóc nó không được ngủ, thì đồng nghĩa với việc là mình mới sinh xong được 1-2 tháng mình cũng không được ngủ. Và như vậy thì mẹ rất là mệt, mà mệt thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là không có sữa để cho con bú. Thì đúng thật là cái giai đoạn đó thì Hương Quỳnh phải chuyển nhà, phải đi về nhà bố mẹ đẻ ở, bởi vì là nó quá là ồn ào và nó kiểu cái tiếng đập bùm bùm như vậy nó làm cho con mình nó cũng bị kiểu mệt mỏi theo á. Và trẻ con thì quý vị biết rồi đấy, đối với trẻ sơ sinh thì một ngày nó ngủ từ 14 đến 16 tiếng, thậm chí là hơn. Có những trẻ có thể ngủ đến 20 tiếng, nhưng khi mà trẻ không ngủ được đủ giấc như vậy thì nó sẽ rất là khó để có thể lớn và để phát triển bằng bạn bằng bè. Và cái đấy nó cũng có thể tạo thành một cái stress căng thẳng đối với trẻ nhỏ, không chỉ riêng với trẻ nhỏ, như Thúy vừa nói với cả người cao tuổi cũng như vậy. Không nói đâu xa cái loa phường á. Ngày xưa có những cái giai đoạn mà cái loa phường là nỗi ám ảnh của nhiều người, bởi vì là cái thời gian mà đáng nhẽ ra mọi người sáng sớm muốn được nghỉ ngơi một chút thì cái tiếng loa phường nó vang lên. Đối với những người ở xa không sao, những cái người ở gần thì thực sự nó là một cái sự khó chịu, và vô hình chung nó tạo cho chúng ta một cái áp lực và chúng ta cảm thấy căng thẳng mỗi khi mà nghe những cái tiếng động lớn. Và như vậy thì rất là dễ cáu gắt với chính những cái người xung quanh, những cái người thân trong gia đình mình cũng có thể bị cáu bẩn rồi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta nói là cái cảm giác của mình thì nó chỉ mang tính là định tính thôi, nhưng mà nó không có tính định lượng. Thì để giúp cho quý vị có những con số cảm thấy thuyết phục hơn, theo như bên Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường của Bộ Y tế có một cuộc khảo sát gần đây tại 12 đường và nút giao thông chính tại thủ đô Hà Nội, thì kết quả cho thấy như thế này ạ. Cụ thể là vào ban ngày từ khung giờ từ 6 cho tới 8 giờ sáng, tiếng ồn tại mặt đường trung bình sẽ tồn tại ở ngưỡng là 77,8 decibel, đơn vị dùng để đo âm thanh đó, vượt tiêu chuẩn cho phép là 2,8 decibel ạ. Còn tiếng ồn tại nút giao thông trung bình là 78, vượt tiêu chuẩn là 3,1 decibel. Còn vào buổi chiều và buổi tối là vào khung giờ từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm
thì tiếng ồn tại mặt đường đo được trung bình ở ngưỡng là hơn 76, vượt tiêu chuẩn cho phép là 6,5, và tiếng ồn tại các nút giao thông là khoảng hơn 76 và đã vượt tiêu chuẩn ở mức 6,3, tức là đâu đó chúng ta đều luôn vượt cái nấc tiêu chuẩn đo âm thanh ở các thành phố. Vì vậy cho nên là ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Quyên Tinh là năm thành phố lớn, trung tâm đô thị lớn của cả nước, nó đều xảy ra những cái tình trạng này. Và những thành phố nào mà sống ở những nơi mà gần với đường xá nè, gần với những trục chính đường giao thông hay đường huyết mạch cả nước nè, bên cạnh đó là gần ở tại những cái khu vực mà được gọi là chợ đêm hay khu vực phục vụ cho khách Tây đó, thì chắc chắn là quý vị sẽ hiểu hơn bao giờ hết cái nỗi khổ này. Và trước khi chúng tôi đưa ra thêm những cái ý kiến cũng như là những cái thông tin cá nhân của chúng tôi hiểu biết, thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng xem là những người dân ở Đà Nẵng đã phải có những nỗi khổ như thế nào và lực lượng chức năng đã xử lý ra sao đối với những hàng quán kinh doanh mà không đảm bảo về mặt tiếng ồn này. Tuyến đường Trần Văn Trứ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng sau 10 giờ đêm. Cả dãy hàng quán thay nhau mở nhạc công suất lớn, gây ảnh hưởng cả khu vực. Thậm chí có hàng quán còn tổ chức sân khấu biểu diễn, mở nhạc công suất lớn để thu hút khách. Còn tại một cơ sở kinh doanh khác, bởi vì hoạt động gây tiếng ồn quá lớn đã khiến người dân bức xúc và bị lực lượng chức năng xử phạt 30 triệu đồng. Ví dụ mở ra hàng tuần, hai tuần thì mình chịu không được. Chắc cái đấy là xúc cả nam ra hàng chịu được. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, vi phạm tiếng ồn vốn đã nằm trong kế hoạch chuyên đề, nên xuyên suốt trong dịp nghỉ lễ này, các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở để ngăn chặn vi phạm. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng đã xử lý 35 vụ việc với tổng số tiền xử phạt hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, mức xử phạt này hiện vẫn còn quá nhẹ. Cần phải bổ sung sửa đổi luật theo cái hướng là tăng nặng cái tình tiết xử phạt tí, mức xử phạt mang tính răn đe hơn. Đồng thời là các trường hợp mà tái phạm thì phải bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở. Thực tế, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn không chỉ xuất phát từ việc người dân hát karaoke trong khu vực khu dân cư, mà đã có dấu hiệu các cơ sở nhà hàng, quán ăn biến tướng hoạt động trá hình như vũ trường, quán bar khi dựng sân khấu mở nhạc công suất lớn và thậm chí là tổ chức sàn nhảy.